Xin chào tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cây keo dạo này. Thì mục đích mình qua video này để giới thiệu cho các bạn thì cái cây keo dạo này chúng tôi đã trồng cái cây keo này để làm cái trụ tiêu nha các bạn. Hoặc là cái hàng rào. Thì hiện tại thì tôi trồng cái hàng rào này. Thì cũng mấy cái đoạn video trước thì tôi có quay cái cây keo dạo trực tiếp rồi. Thì video này tôi quay trực tiếp cái cây keo dạo này để làm hàng rào cho các bạn xem. Thì cái keo dạo này nó có rất là nhiều tay như từ thấu nhân hay thấu nhân cho keo dệt rồi rất vân vân. Các bạn có thể vào cái website của chúng tôi qua coi cái đặc điểm hoặc là cái thông tin của các loại cây này nhé. Thì tôi qua cái cây này rồi sau đó tôi sẽ qua cái gốc cho các bạn xem nhé. Này thì các bạn thấy gốc không? Cái gốc này các bạn nó phải tẻ nhánh này nha các bạn. Các bạn tẻ nhánh ra. Rồi sau đó các bạn có thể thấy các bạn nhánh nhỏ không? Khi các bạn càng bẻ nhánh nhỏ thì nó sẽ càng ra là nhánh lớn. Thì càng bẻ nhiều thì nó càng ra. Thì cái cây này có thể các bạn có thể bẻ để cái cây này để làm mưu dê. Thì cây này thì được 6-7 tháng rồi. Thì cây này càng lớn thì nó càng to các bạn. Thân sẽ lại càng thân gỗ. Chỗ này nó càng to nhưng mà to như cái cây gỗ vậy các bạn. Thì các bạn có thể mua cái cây này từ hạt giống này tại website giống cỏ chăn nuôi .com. Thì trong cái đoạn video trước tôi có vài cái đoạn video hướng dẫn trực tiếp trồng cái cây keo dạo này thì các bạn có thể xem cái video đó nha các bạn. Thì tôi quay trực tiếp cho các bạn xem cái cây keo dạo này làm nó trồng trụ tiêu rất là tốt đó, làm trụ tiêu rất là tốt, nó bẻ nhánh rất là nhiều các bạn. Các bạn có thể mua cái hạt cây keo dạo này tại website giống cỏ chăn nuôi .com các bạn. Thì tôi qua được tiếp các bạn thấy này cái này. Thân của nó ra như thế này. Thân của nó như thế này. Các bạn thấy thân của nó nha. Các bạn xem thân của nó nha. Thân của nó như thế này. Cái này là 6-7 tháng rồi, càng về sau nó càng to rồi. Rồi sát cho mình xem. Thì làm mục đích để qua video này thì các bạn có thể mua cái hạt giống tại website giống cỏ chăn nuôi .com thì giá hiện tại là 120.000 một ký. Thì một ký có thể các bạn gieo được 1.500 m² tùy theo các bạn ạ. Thì sau đây tôi xin kết thúc cái đoạn video này, xin chúc các bạn thành công.